Mọi người nha, mọi người, hôm nay mình ăn tôm mì cay. Mì cay mình nấu với tôm, dưới đây là rau sơ luộc với nấm bầu ngư với xúc xích với chả tôm nha mọi người. Mà mọi người ăn cùng mình nha mọi người, ngồi xuống. Mà mọi người ăn cùng mình nha, lót dép ngồi ăn nha mọi người. Sáng giờ đói bụng quá, quay quay công chuyện cái tới giờ mới ăn đó mọi người. Chưa chờ chưa chặt luôn á. Mà mọi người nha, cái này là rau ngò nghí nha mọi người, ngò nghí mình luộc á, ăn tốt. Tôm mọi người ơi, dục mà ăn chó nó dành dục đó. Bà không còn đứng nhìn
Rau màu nghí này ăn chỉ thẳng hay lắm mọi người. Mình hay luộc ăn. Tại mình luộc á, mình để nguyên rễ nó mới tốt. Nhưng ăn mình nhai không nổi. Đói quá mọi người, ăn cái nó mau no lắm. Còn mình thường thường ăn là nó ngon lắm, nhưng mà đói quá cái ăn cái nó làm như mau no hơi mọi người. Mình kết thúc video tại đây, mọi người cũng gần hết rồi. Nhưng mà ăn chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình nấu mì ăn nha mọi người. Đây là nấm bầu ngư với củ cải đỏ với xương heo với bò giò viên, găng bò giò viên nha mọi người. Đây là hai gói mì đệ nhất. Chuẩn bị hồi ấy cái mình bỏ vô chín nó bỏ vô nha mọi người. Đây là một phần thịt bò. Bò đông đá mình lấy ra mình ngâm đá rồi bỏ ra đây nha mọi người. Đây là một chảo luôn, quá trời ngon luôn mọi người ơi. Mình không ăn cơm, ăn hết vô thấy bà chị với bệnh với ăn không nổi là mình nấu mì mình ăn nha mọi người. Chào tất cả mọi người nha mọi người. Hôm nay mì chín rồi nha mọi người, mời tất cả ông bà cô chú các bạn ăn mì cùng mình nha. Sáng giờ này là mình ăn giờ này là đúng 12 giờ luôn á mọi người. Tại vì buồn á, bà chị á bà bệnh á, rồi cho nên nó buồn cái ăn không nổi. Tại bệnh kia nó ấy rồi, cái bây giờ nó biến chứng qua bệnh thận á mọi người, rồi chỉ chạy thận á, rồi chỉ đau đớn quá mình ăn không nổi, mình buồn. Ngủ không được, giờ nhức đầu, rồi ăn cơm không vô mọi người, nên mình ăn mì á. Mời mọi người ăn cùng mình nha, mì mình nấu với nấm bầu ngư á, rồi cái củ cải đỏ nè, củ cải đỏ này á, của bà chị bà bán á, rồi bà cho vài củ nè, với bò găng nha mọi người, bò găng nguyên có hai cục à, với thịt bò, rồi đây là một cái khúc xương heo nha mọi người. Mình biết mình ăn không hết nhưng mà nấu thì nấu vậy chứ ăn không có hết nha mọi người, mà mọi người ăn cùng mình nha. Không có nêm nếm á mọi người, bỏ đại vô à, bỏ hạt nêm vô á, mì á, rồi cái không có thử thảy vô đại rồi hơi mặn mặn rồi mọi người á. Tại vì nãy mình nấu canh trước á, nấu trước rồi cái mình thảy bột ngọt với muối vô hơi bị nhiều. Thank you.
mình thích ăn nấm lắm mọi người.